Xem Disney từ thời còn nhỏ xíu rồi, nhưng không phải ai cũng biết 10 phim ra đời đầu tiên của nhà chuột đâu nha. 1. Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, năm 1937, phần phim hoạt hình đầu tiên của sự nghiệp Disney và cũng là một trong những phim thành công bậc nhất. 2. Pinocchio năm 1940, dù ít phổ biến nhưng đây vẫn được coi là một trong những tác phẩm hay nhất của Walt Disney nhờ các bài hát và hoạt hình sáng tạo được thể hiện trong phim. 3. Fantasia năm 1940, dùng âm nhạc cổ điển thay cho đối thoại, nhưng cũng không quá phổ biến. 4. Dumbo năm 1941, chuyện về chú voi có đôi tai to và những bài hát dễ thương. 5. The Reluctant Dragon năm 1941, chỉ với 1 giờ 14 phút, The Reluctant Dragon là một trong những bộ phim ngắn nhất của Disney. 6. Bambi năm 1942, chuyện về chú nai con phải vào rừng tự lập do mẹ bị thợ săn làm hại, cốt truyện phim khá là buồn. 7. Saludo Amigo năm 1943, bộ phim là 4 cuộc phiêu lưu khác nhau thay vì kể một cuộc hành trình dài. 8. Victory Through Air Power năm 1943, sản xuất trong thời chiến, là bộ phim có sức ảnh hưởng nhất của Disney về mặt thông điệp chính trị. 9. The Three Caballeros năm 1945, phim được sử dụng để cải thiện mối quan hệ của Hoa Kỳ với Nam Mỹ sau Thế chiến thứ hai. 10. Make My Music năm 1946, tập trung vào âm nhạc đương đại hơn là âm nhạc cổ điển để thu hút người xem. Mặc dù là một tác phẩm kinh điển của Disney, Make My Music không có mặt trong công viên Disney và chỉ được biết đến bởi những người hâm mộ Disney lâu đời nhất.